À, xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta xem cách trồng cây mít ruột đỏ tại Tiền Giang. Nghĩa là cách trồng này thì áp dụng với những cái địa bàn ở miền Tây, ở đồng bằng sông Cửu Long, cái nơi mà có nước chân phía bên dưới, và cách trồng thì phải đắp mô lên. Đây là cây mít ruột đỏ, các bạn xem. Cây mít ruột đỏ này thì của công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Cây Giống. Hiện tại thì mít Thái Chan Gai đang là loại mít được nhiều người trồng nhất và được thu hoạch đại trà nhất. Có người gọi là tên, một cái tên khác là mít Thái siêu sớm. Thì bên cạnh đó, một cái giống mít đang được chú ý đó là mít ruột đỏ. Và ở miền Đông Nam Bộ thì chúng ta trồng trên những cái vùng đất đồi thì có thể trồng ngang mặt đất hoặc là trồng đào lỗ, nhưng mà ở miền Tây thì thường phải đắp mô. Và bây giờ các bạn xem cái quá trình đắp mô, dùng cuốc và dùng vá để vung cái gò đất lên, rồi sau đó mới trồng cây lên bên trên. Rồi bây giờ chúng ta xem luôn nha, tôi sẽ để cái camera ở đây. Tại vì nó cao cao cây xuống bệt cao xả lý mà dục lên cái đất thấp lại vậy. Thì trồng cây ở miền Tây Nam Bộ có những loại cây khó như là sầu riêng thì người ta đắp mô càng cao càng tốt, còn cây mít là nó là cây dễ hơn, cho nên đắp cái mô có thể là nhỏ hơn, đơn giản hơn một chút. Mặc dù vậy thì cũng phải đắp cao lên một chút thì nó mới tốt được, bởi vì cái phần đất màu mà cái cây nó bám rễ thì nó chỉ khoảng 6 đến 7 tấc thôi, thì xuống dưới là nước rồi. Còn nếu như ở Đông Nam Bộ thì có những nơi nó có thể bám rễ xuống 5-10 mét vẫn được, nhưng mà ở đây thì hoàn toàn không có được điều đó, cho nên buộc lòng phải đắp mô lên trên. Dục mé đi, dục mé. Đây là cây. Cầm chưa? Cầm luôn hả? Cầm luôn, cầm. Xé bọc. Trồng vừa. Nè, cái cây thì nó như thế này. Vừa trồng vừa đắp ngoài luôn. Và để trồng thì chúng ta tháo cái bầu của nó ra. Cái bầu của nó dùng bằng cái bao ni lông đen. Và xé ra thôi. Nếu như có dao hoặc có lưỡi lam gọc một phát là xong. Mà tôi đang xé bằng tay. Rồi. Vậy đi, về đây lấy vậy đi. Ngay vậy thôi, còn vô gì nữa. Đây các bạn xem, tôi vừa tháo bầu thì cây mít nó rất là nhiều rễ. Thấy anh không? Thấy mày muốn tao mướn anh đi trồng kệ đi vậy. Rồi đây chú Tư già làng đang trồng. Ở đây hiện tại thì trồng không có bóng lót gì cả các bạn. Nhiều nơi thì nhiều người có thể bóng lót, nhưng mà hiện tại thì chúng tôi không có bóng lót. Và sau đó thì rải phân vào. Mỗi cấp thì nó có một cái biện pháp riêng, cho nên nó cũng không có quan trọng lắm. Nghĩa là bóng lót thì cũng tốt và không bóng lót thì cũng tốt. Nhưng mà không bóng lót thì sẽ sử dụng phân sớm hơn. Còn nếu như bóng lót thì có thể mấy tháng sau mới bắt đầu dùng phân. Thêm thuốc kìa. Xong chưa? Sắp xong chưa? À, như vậy là cũng gần xong rồi đó các bạn. Được rồi hả? Rồi như vậy là các bạn thấy cái cây mít này sau khi trồng xong thì nó cao khỏi mặt đất khoảng 3 tấc hả chú Tư? Khoảng 3 tấc. Như vậy thì không phải là mô quá cao, chỉ là một cái mô vừa đủ thôi. Còn nếu như những người mà trồng trên cái vùng đất mới thì có thể đắp một cao hơn.
nhưng mà mít Thái bây giờ thì tuổi thọ nó không cao, cho nên người ta cũng trồng với những cái mô vừa phải và cái khoảng cách thì cũng không quá xa để có thu hoạch sớm. Và một cái điều lưu ý nữa là ở trong đồng bằng sông Cửu Long trồng thì chỉ xếp cái đất nó vừa chặt vào gốc thôi, chứ không có đạp cứng như là ở những cái vùng như là Bình Dương rồi xong rồi Bình Phước. Bởi vì theo như tôi biết thì những cái vùng như là Bình Dương, Bình Phước, những cái vùng đất xốp thì khi trồng người ta lấy chân đạp cho cái phần đất nó thật dẻ, nén thật chặt vào gốc để cho nó giữ ẩm, chứ nếu như trồng lỏng thì nó sẽ bị gió lay và nó sẽ bị không dẫn được nước vào gốc cây. Nhưng mà ở đồng bằng sông Cửu Long thì chỉ trồng như thế này thôi. Như vậy là các bạn thấy cây mít đã được trồng xong. Cái mô cao khoảng 3 đến 4 tấc.